Càng gần đến Tết Nguyên đán, tình hình buôn bán, vận chuyển, pháo nổ trái phép càng có chiều hướng gia tăng. Công an các địa phương cũng đã lên các phương án từ sớm nhằm ngăn chặn, phòng chống các hành vi sai phạm về pháo. Tuy nhiên, với nhiều hành vi buôn lậu tinh vi nên công tác ngăn chặn buôn lậu pháo gặp nhiều khó khăn. Ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi. Thời gian qua, những người buôn lậu pháo đã dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để vận chuyển pháo từ nước ngoài về Việt Nam bằng các đường mòn, lối mở, rồi ngụy trang gửi qua xe khách, xe tải để đưa về các địa phương. Trên tuyến đường biển thì cất giấu trong tàu cá rồi đưa về đất liền tiêu thụ. Cũng có không ít đối tượng còn tự sản xuất pháo để bán ra thị trường. Rồi tìm hiểu cách làm trên YouTube, xong rồi lên mạng, lên trên Lazada, Sang Đỏ thì mới có hóa chất cần thiết để mà đi làm. Để phòng ngừa các hành vi mua bán sử dụng trái phép pháo, thời gian qua lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức hàng trăm lượt tuyên truyền pháp luật có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho các cơ sở kinh doanh và tổ chức cho chủ các cơ sở kinh doanh viết cam kết không vi phạm các quy định về vũ khí, vật liệu nổ. Người dân họ vô mua đó, họ nói, họ hỏi là Tết này có bắn pháo hoa không? Thì mình nói, ủa pháo hoa cấm mà. Nó là bây giờ nhà nước mình cho bắn pháo hoa rồi. Nhưng mà mình không hiểu là bắn cái loại nào và không bắn loại nào, nên mình cũng chưa biết. Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã thường xuyên phối hợp với công an các địa phương tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thông tin mà có dự định 137 thì một số người dân cũng là bỡ ngỡ trong cái vấn đề mà nhận biết về sử dụng pháo hoa rồi. Phối hợp công an thành phố, công an phường tổ chức đến các cơ sở buôn bán đồ chơi trẻ em để hướng dẫn cho các chủ cơ sở cho nhận biết thì có là pháo. Nếu không chủ động ngăn chặn sớm, pháo nổ chắc chắn sẽ len lỏi từ nước ngoài vào nội địa và từ đó tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán.